chúng ta lại gặp nhau ở trên diễn đàn livestream hôm nay quý vị à, hôm nay quân có một cái bản tin nói về du học sinh nhưng mà quân nghĩ rằng đây là một cái lời tâm sự nhiều hơn ha là một cái cũng là có cái tin nhưng mà tôi sẽ tâm sự nhiều hơn trong cái livestream này và tôi xin đón chào tất cả các bạn trẻ mà đã biết quân trương hoặc chưa biết quân trương hoặc là những người mới biết sau này để chúng ta cùng nhau có một góc nhìn về cái con đường mà gọi là gian nan của việt nam trong cái bản tin hôm nay tôi đưa rất là nhiều tin ở việt nam Tôi đưa vào những cái trường hợp chẳng hạn như là cái những cái dự án mà bây giờ đã chạy thử như là đường sắt các linh Hà Đông hay là nhổm ga hoặc là ở trong Sài Gòn này thì có số tiên là khá nhiều lắm nhưng mà đa số bây giờ thì mới nhận ra là chúng ta không đồng bộ và tốn cái số tiền là gọi là nghìn tỷ các vị và dẫn đến là người dân Việt Nam không có miễn phí y tế không có miễn phí giáo dục cũng không có miễn phí tất cả những cái sự kiện khác thì tôi nghĩ rằng là à, đây là một cái bài học để cho giới trẻ nhìn vào và chúng ta có một cái hướng đi tốt đẹp ha quý vị rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều cảm ơn anh Desperator like đầu ạ à, nha rồi cảm ơn anh đã bấm like đầu tiên ha Hình như có nhiều người này mua bấm like rồi xin à, chào quý vị hôm nay quân trở đi làm nên là quân à, ngồi để tâm sự quý vị buổi trưa ha bên này cũng là ba giờ mười phút rồi rồi bây giờ quân qua từng cái một ha quý vị cái tin đầu tiên tôi muốn đưa là tôi nói về cái cái sự kiện là ở Việt Nam ấy, mấy hôm nay bị thiếu nước ngọt ở miền Tây thì chút xíu tôi nói về cái thiếu nước ngọt ở miền Bắc nhưng mà một cái lạ lùng là ở miền Trung ấy, là ở Nghệ An xuất hiện lúc xoáy mưa đá hai hôm nay các xã biên giới ở huyện miền núi Kỳ Sơn xuất hiện mưa đá trong vài chục phút khiến một người bị thương nhà cửa và hoa màu hư hỏng Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 4, lốc xoáy kèm mưa đá trong hơn 20 phút quét qua các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Hồi Trụ, vân vân của huyện Kỳ Sơn. Đường kính viên đá khoảng 1 tới 2 cm và một số chỗ phủ dày hơn 3 cm. Đây là cái tin mà tôi xin chia buồn đối với dân ở Nghệ An ở đây là hình đó quý vị. Đây là đây. Hôm chiều 13 tháng 3 thì cũng có mưa đá quý vị thấy không? Đấy, bây giờ trở lại nhiều lắm quý vị là những cái cái cái, cái, cái thiên tai ở Việt Nam. Rồi. Trong khi đó ở bốn tỉnh à, hôm qua tôi đã đặt cái tiêu đề mà tôi chưa nói được tại nó không có đủ giờ các vị. Là ở Lai Châu, ở Điện Biên, ở Sơn La, ở Hòa Bình là bốn địa phương được dự báo có nắng nóng và nắng nóng gắt nhất trong 10 ngày tới với nhiệt độ cao phổ biến từ 38 đến 4 à, tới 39 độ C. Đây là những cái trung tâm khí tượng thủy văn nó sẽ đưa ra vậy và có chỗ là 41.3 độ luôn và độ ẩm thì tương đối thấp dẫn đến là khô hạn thì dẫn đến bây giờ là ở Việt Nam là sẽ khác nước hết vì rồi chia sẻ quý vị rằng là cái thiên tai đó hoặc là những cái bất trắc xảy ra đó ở trên thế giới này đó chỗ nào cũng có hết á nước nào cũng có hết và vì thế chúng ta những con người cái xã hội loài người của chúng ta đó mới tạo ra cái chính quyền mới tạo ra cái tổ chức để chúng ta làm gì? Ta giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị biết là những con vật á, thì nó cũng có những cái coi như là cái công cái cái cái, cái 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 cộng đồng con vật của nó. Có nghĩa rằng là nó cũng tới như con kiến đi. Thì cái mùa mà khô hạn này kia đó nó đi tìm đồ về, nó tha về đầy tủ để đó. tới cái mùa lạnh này kia nó ăn. Hoặc là khi là nước ngập, á, nó có cái khả năng nó dự đoán biết được để nó đưa cái đồ nó lên cái chỗ khác. Rồi sau đó nó còn tồn tại. Con người chúng ta cũng vậy mà chúng ta là động vật cấp cao thì chúng ta phải nghĩ sinh ra những cái xã hội làm sao đó để chúng ta tích lũy và chúng ta giải quyết cái vấn đề thiên tai đó được tốt đẹp dẫn đến là người dân không bị đói bị rét còn bây giờ ở việt nam có vị thấy là ủa chúng ta đang xây dựng một cái xã hội mô hình gì vậy mà dẫn đến bây giờ đó là khi xảy ra chuyện á không ai giúp hết người dân cũng như là coi như cứ là coi như là mất mùa là bởi thiên tai mà được mùa thì bởi thiên tai đảng tai đó có nghĩa là khi được, được mùa đó thì đóng thuế đầy đủ mà khi mất mùa đó thì tự mày lo thì tôi thấy là một cái điều rất là tội nghiệp thì phải có cái nguồn gốc thì bây giờ tôi vào cái vấn đề hôm nay là cái tin là nói về du học sinh tại sao tôi đặt nặng du học sinh là tại vì ở trong đất nước việt, việt nam á đứa nào á mà được đi du học có nghĩa là phải có trình độ có có biết chữ chứ không có đứa nào mà coi như không học mà đi du học được là coi như làm giấy tờ giả dẫn đến là cái hồ sơ bị ben Rồi tôi sẽ nói trong những cái giây phút tới đa số là những đứa đi du học là những đứa có học nhưng mà học xong á Thì đa số là sao Không làm người tử tế Như tôi ghi ra cái tiêu đề đó Bảo nhiên là Ở bên này đó Thì muốn giàu thì bị bơm vào cái đầu mình đó, Là cái tư tưởng á, Là vật chất quyết định ý thức Là muốn giàu hơn Mật, kệ những người khác Họ sống sao kệ Miếng sao giàu là được rồi Rồi có đứa thì về ở lại không được thì về Việt Nam lại thì toa rập với nhà cầm quyền để lại cũng vì tiền cũng giàu hơn bởi vì tôi mới ghi tiêu đề là hãy làm người tử tế hả quý vị thì bây giờ tôi đi từ cái một tại sao tôi đặt nặng thì mấy hôm nay đó ở Việt Nam nó rộ lên cái tiền là gọi là tiền học phí ở Việt Nam có cái vụ học phí quý vị mà ở nước ngoài như úc hay mỹ là không hiểu học phí là cái gì có nghĩa rằng là cái này là cái phần của nhà nước lo nhưng mà Việt Nam thì ai đi học cũng phải là bỏ tiền ra mới được đi học thì bây giờ đó tình trạng là nhiều người đang tỏ ra bức xúc ha theo cái cách mà viết của báo tuổi trẻ ở Việt Nam đó. trước việc các đại học đăng công khai trên nền à, à danh sách nợ học phí các ý kiến đều cho rằng cách làm này của các trường là vô cảm, thiếu tôn trọng và thậm chí phạm luật. Liên tục công bố danh sách sinh viên nợ học phí cập nhật nhiều lần. Theo ghi nhanh của báo tuổi trẻ online, hiện có hàng chục trường đại học công lập và tư thục trên cả nước công bố danh sách sinh viên nợ học phí lên trên website nhà trường. Trong đó không ít trường thực hiện việc này trong nhiều năm qua với tần suất ngày càng tăng trường đại học tài chính marketing liên tục công bố danh sách sinh viên nợ học phí nhiều lần cập nhật thời điểm khác nhau đấy là cái vấn đề là tôi nói đúng là cái này là gọi là vô đạo đức các vị ở việt nam á giống như sinh ra đó mình bị nghèo á là mình nghĩ như là mình có cái tội á các vị có cái câu nói là con quan thì lại làm quan con sải ở chùa phải quét lá đa các vị cái xã hội quý vị mà dân làm chủ bên này quý vị không biết cái từ đó chính phủ phải lo cái phần đó mắc mớ gì lại là chúng ta sinh ra chúng ta không có quyền chọn cái nơi nào chúng ta sinh đúng không như tôi hay nói đó là cái lỗ nào chúng ta chui ra thì cái xã hội phải chào cái sự công bằng để cho chúng ta có cơ hội như nhau nhưng mà việt nam đó bây giờ đi học không có tiền đó, đóng học thiếu đó, nó, nó đăng cái tên mình trên trên website luôn mẹ nhục dễ sờ luôn quý vị vậy gọi là xã hội công bằng văn minh đó rồi bây giờ chở qua nào tại sao họ thiếu phải có lý do đúng không hôm nay 14 tháng 4 ngày hôm qua đó là trường đại học y dược thành phố hồ cờ mờ đã công bố thông tin mới mức học phí dự kiến áp dụng cho sinh viên nhập học khóa tuyển sinh năm 2024 trong đó ngành có mức thu cao nhất lên đến 84.7 triệu đồng một năm học mẹ khủng khiếp quý vị khi khủng khiếp không mức học phí mới khóa sinh viên 2024 là từ 46 lên 84.7 triệu đồng một năm học đó. như vậy trường áp dụng mức thu học phí nhiều ngành tăng 10% so với năm học trước đối với sinh viên đại học nhập học 2023. 41.8 lên 74.8 triệu đồng ha. Đây là cái số là tiền nó tăng cực khủng luôn đây. Rồi. Tôi đưa hết cái thông tin này tôi phân tích cho nghe. Trường đại học luật thì tăng học phí lên tới 165 triệu đồng một năm. thành phố học luật HKM đó tăng học phí trở lại sau 3 năm liên tiếp không tăng bây giờ dứt một phát lên đó là bà con ngá thở luôn rồi bây giờ tôi đưa hết cái này để tôi nói cái gì nữa sinh viên nợ 10.000 đồng có 10.000 à 10.000 đồng thôi đó mà sinh viên một côi nợ học phí sinh viên vẫn bị nêu tên theo danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm 2023 2024 phòng tài chính trường đại học sư phạm Hà Nội đọc sư phạm à, dạy đó làm thầy cô giáo đó trường sư phạm Hà Nội 2 công bố thông tin chi tiết họ tên sinh viên mã số sinh viên lớp môn học nợ tổng số nợ học phí vân vân trong đó có nhiều sinh viên nợ học phí một vài môn học và cũng có sinh viên nợ học phí cả chục môn đáng chú ý một số sinh viên nợ vài chục ngàn đồng thậm chí có sinh viên nợ có 10.000 đồng học phí cũng có tên trong danh sách trường này ok rồi quý vị thấy rồi đó, đấy một cái xã hội đó. Bây giờ tôi trở lại tôi phân tích thế này nè, <laughs> quý vị có hiểu chưa? Bây giờ có hiểu là tại sao mà quân trường có bảo vệ các bạn trẻ ở Việt Nam, bảo vệ các bạn à, sinh viên ở Việt Nam, bảo vệ các sinh viên ra nước ngoài này chưa? Cái vị phải phải cập nhật thông tin trong nước, ấy. quý vị hiểu được là cái nền cái niềm đau, cái 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 nỗi niềm, cái đất nước chúng ta đó có được độc lập đúng không? đã được giải phóng. Sắp tới ngày rồi Ăn mừng dữ lắm Tôi xin nói Giải phóng lòng cái gì Độc lập lòng cái gì Mà bây giờ đó Những người Lỡ sinh ra cái nơi Mình không được quyền chọn sinh ra Mà mình chỉ nợ nó có 10.000 học phí thôi Là bao nhiêu Mua được cây cây cà rem ăn chưa Chưa Nó cho cái tên mình lên trên trường luôn đó Đấy là cái sự thành công Vang dội đó Cái sự thành công tài tình Tôi không nói những cái gì quá khứ Quá khứ Nhiều lắm rồi Tôi nói ngay ngày hôm nay Và Ngay lúc này con em chúng ta sống trong cái môi trường được độc lập, được tự do, được giải phóng. Mà tao nợ thì học phí có 10 000 nó cho tên cao tao lên luôn. Mẹ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa cái đất nước này được chia ra giữa giai cấp có tiền và giai cấp nghèo. Hoặc nói trắng ra là, là giai cấp cai trị và giai cấp bị trị. Cái đứa giàu thì sẽ giàu hơn, đứa nghèo thì sẽ bân cùng. Và con em, con nít ở Việt Nam sẽ, cái gì có vị? Sẽ cảm thấy một cái cảm giác rằng là nó tự mặc định nó có lỗi, nó có tội. Nó bị từ cái xã hội này đẩy cho nó vô đó là nó cảm thấy rằng là nó thua thiệt và nó yếu đuối. Rồi đây lũ khắc nước rồi anh Nguyễn Văn Phúc nào lũ khắc nước đây. Đặt cái tên này, này đây Nguyễn Văn Phúc kìa đây. Đợi chút xíu tôi cho cây khắc khắc nước. Đấy. Quý vị có thấy được cái điểm đó chưa? Bây giờ tôi rất là sót cho cái giới trẻ hiện nay. Có nhiều người nói là tại sao con em chúng ta ở Việt Nam không dám đứng lên? Từ lúc nhỏ nó đã, đã hành xử Nó cấy vào đầu á, của con em mình á, Bằng những cách đó, Nó cai trị một cách là khốc liệt như vậy Và người ta mất cái tự tin rồi Người ta cảm thấy mất tự tin rồi Từ đó dẫn đến Đứa nào muốn đi nước ngoài được đi Có nhiều người vô đây cứ comment nhắn tin tôi hoài luôn Tôi rất là sót Tại vì tôi hiểu Nên là tôi chia sẻ với quý vị Rồi bây giờ tôi xin chia sẻ qua cái vấn đề là du học hả quý vị à, Trước tiên vào du học tôi phải nói cái này cái đã Phải nói cái du học cái đã có nhiều người nói là anh ơi Việt Nam ta đang nghèo Thì bây giờ đó Ủa nghèo Không phải là cái tội của em Nghèo là cái tội của cái 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 cái, cái, cái giống như là cái, cái 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 ban quản lý này. Cái 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 nhà cầm quyền này. Tôi lấy ví dụ bây giờ nè, ở Việt Nam mới phát hiện ra những cái hang động 22, cái hang động ở ở uh, uh, ngoài miền Trung á. Ở Quảng Bình á. Nó tuyệt, tuyệt vời luôn quý vị nếu mà thật sự đó tôi nói là cái đất nước úc à, cái 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 hệ thống mà tam và phân lục nước úc này đó mà được áp dụng ở việt nam đó, được quản lý ở việt nam á thì nội cái tiền mà du lịch thôi đó là đủ cho người dân việt nam đó, ăn học miễn phí đi coi như bệnh viện miễn phí và có trợ cấp miễn phí rồi nó dư luôn nó dư coi như là cái mà cái từ là dư không không thiếu đồng nào luôn nhưng mà trở lại đó những vì thế sao có người nói tôi đó bây giờ nếu mà đưa cho cộng sản nó quản lý cái sa mạc đó, thì cũng phải đi nhập cát về mà xây nhà nó không còn một hộp cát luôn có nghĩa là nó ăn tàn phá hoại thì giỏi lắm mà xây dựng thì không được nó không làm được cái gì hết á tôi sẽ cho tôi sẽ cho quý vị thấy trong giây phút tới đây thì trở lại thì tôi giải thích là tại sao nước úc này nè khi mà nước anh á, trả độc lập lại cho nước úc này đó không có thằng úc nào đó không có thằng chó nào sân danh á xin lỗi quý vị em phải nói nóng rồi thằng chó nào sân danh á là nó là coi như là là anh hùng giải phóng dân tộc hay là cái người là coi như là 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 có công quốc gia gì đâu không có nào hết tới bây giờ đó nước anh trước tức khi bà nữ hoàng chết á bà có nói là các tụi bay đi ra riêng đi thành lập nước cộng hòa riêng đi không nước em đó, to lắm nhưng mà tới 20 có 27 triệu dân à không thể sống một mình được không ở dưới chung với cái 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 cái, cái dù của liên hiệp anh cho nó, nó an toàn bây giờ nó sao nó được đi học miễn phí nó được đi bệnh viện miễn phí không có một cái đứa học sinh nào ở đây đó mà bị nêu tên ở trên cái danh sách ở trường á vì thiếu bao nhiêu là có mấy sen 10.000 có mấy sen ở đây là đúng không không có mà tụi tôi bên này cũng không có ai đó mà cảm thấy là nhục nhã khi con mình đi học á mà bây giờ không có tiền mà cho nghỉ nói thật sự đừng nói là cái tiền đi học mà kể cả cái áo quần của con bận á có những lúc tôi cũng vô ý lắm tôi quên mua cho con tôi cái áo vét cái gì đó tới khi cái ngày mà có cái lễ lạc trong trường á thầy có cho trong trường tự động kiếm cái áo vest nào đó vừa sai nó cho nó mặc rồi thôi mình cũng quê nhưng mà mấy cô nó không sao tại mấy cái trường này nhiều khi mấy đứa lớn đó, nó ra trường xong á nó để lại cái áo đó nó không có giữ nó để cho mấy em mấy người thiếu thốn thì mình nói ok thôi mình cũng cảm ơn vậy thôi thì trở lại tôi đưa quý vị là cái việc mà thu học phí một cách là khủng khiếp với lại cái cái lương á, cái giờ làm việc cái cái lương tối thiểu của người Việt Nam ở ở nước nước Việt Nam là quá đáng một trăm mấy chục triệu cho một năm học thì quá đáng thì, thì sao mà không nợ được Vậy bây giờ trở lại nè về học việt nam làm làm cốc gì học ra trường ở việt nam đại học xong cũng đâu là làm được gì đâu phải toa rập với nhà cầm quyền mới làm được việc đúng không chạy cuối cùng ta chạy xe grab vậy thôi cách hay nhất là đi du học cũng tốn chừng đó tiền mà thật sự đi học còn rẻ hơn chính tôi đây tôi đóng có lần đầu tiên là có ba ngàn mấy đô thôi từ đó trở qua úc này đó tôi tự đi làm bưng phở để kêu tôi làm ban đêm tôi đóng tiền tôi học mấy năm luôn không tốt đồng ba mẹ đồng nào thì trở ra cái nhu cầu đi úc á, là vẫn là một cái gì đó cái refer một cái gì đó tốt mà việt nam ai cũng muốn qua là vậy đó quý vị rồi tôi giải thích cái đó cho những người nước ngoài hiểu ha bây giờ mình qua cái cái khác giáo dục đào tạo 49 năm mất đi một thế hệ rồi giờ thế hệ tư tưởng hốt cứ hốt từ trong nhà ra ngoài đường thằng nào đói nghèo cho bọn nó chết mẹ hết rồi cảm ơn anh resist đặng hay là chị resist đặng ha bây giờ tôi vào cái tin hôm nay là tôi nói về cái phần du học hết quý vị. vậy Thì thật sự đó, cái vụ mà du học Úc Châu này đó, thì chính phủ không phải lớn là ban cấm hết, nhưng mà họ chỉnh đốn lại, hả quý vị? Thì bây giờ họ đã đưa ra ba cái yêu cầu chính là tôi đọc quý vị nghe xong rồi đã rồi tôi sẽ thích cho quý vị hiểu để chúng về tiếp tục. Yêu cầu cái ngưỡng tiếng Anh là cao hơn. Theo immig hope fair gov au có như là cái trang mạng về di trú của Úc đó tháng 12 2023 đó là từ năm 2004 này đó là ứng viên phải đạt cái IELTS là phải 6 chấm trở lên chứ không phải như ngày xưa là bao nhiêu cũng được. Hoặc là chứng chỉ khác tương đương. Thay vì 5.5 như trước để nộp đơn xin thị thực du học và IELTS 6.5 thay vì là 6 chấm với thị thực làm việc. Sau khi tốt nghiệp với các ứng viên du học Úc chương trình tiếng Anh là ELICOS Course hay khóa dự bị đại học. Con số này là lần lượt là 5.5 à 5.0 và 5.5. Việc tăng mức tiếng Anh sẽ giúp cho các du học sinh có trình độ tiếng Anh tốt hơn, từ đó có thể tiếp thu kiến thức và hòa nhập với môi trường học tập và sinh hoạt Úc một cách dễ dàng hơn. Rồi bây giờ giải thích cái đầu tiên ha. Là lý do đó, họ thế này nè. <laughs> Úc là tính lắm. Họ tính là nếu mà bây giờ đó mà đưa một đứa vào đó mà không có tiếng Anh đó thì trước tiên là tội cho nó, có nghĩa là nó không có đủ tiếng Anh để nó nó tiếp thu hàng ngày để nó phát triển con người nó cái thứ hai nước úc này đó họ không muốn đó, là sau này đó tại cái thời gian vừa qua cộng đồng chúng ta đó một số đứa là đi làm đã hồ sơ là giả như tôi nói là một bốn cái tỉnh ở ngoài miền bắc mà bị cấm luôn á là cái lý do đó sau đó bốn cái tỉnh này chạy ở trong miền nam như là đồng nai đắk lắc là đổi cái khai sinh lại này kia đó nhưng mà bị phỏng vấn nó lòi ra là chính là người việt phỏng vấn luôn nó tuyển người việt bên này về đó làm là hiểu ra luôn ngay giọng nó là hiểu ra được cấm luôn thì lý do đó là họ thấy rằng là trước đây đó nhiều đứa du học sinh qua đây là vì giấy tờ bên Việt Nam được cái nhà cầm quyền này cấp cho giấy tờ giả để qua đây không biết tiếng Anh tiếng U gì hết rồi sau đó cố ở lại thì là cái cái gánh nặng cho nước úc chẳng hạn như là đã mang tiếng đi du học mà tiếng Anh không biết rồi qua đây đó ở lại xong thì không biết tiếng Anh thì bây giờ ra sống ở đây cũng khó khăn dẫn đến lại là gì gánh nặng cho cái bộ xã hội úc dẫn đến bây giờ là cái yêu cầu đầu tiên là phải có tiếng Anh để nó giữ cái mức, coi như là cái 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 rating đó là những đứa mà nó muốn đem vô úc này đó, thì tiếng anh là phải biết rồi. Điều đầu tiên, điều thứ hai, hạn chế xử lý hồ sơ giáo dục có rủi ro cao. Các trường, các tổ chức giáo dục, nhà cung cấp giáo dục được đánh giá là có rủi ro cao sẽ phải qua thời gian xử lý thì à, xử lý thì thật chậm. Level của các trường sẽ được xác định dựa theo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tỷ lệ sinh viên có việc làm và tỷ lệ sinh viên bị từ chối visa. Quy định mới này có thể hiểu tích cực về việc xét thị thực visa đối với các hồ sơ chân chính là nhanh hơn. Nhớ ba điểm nè. Là cái level được xác định là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi học xong và tỷ lệ sinh viên bị từ chối visa, có nghĩa là nó dùng ba cái đó để làm chi? Là nó làm cái việc ấy, là nó muốn nâng cái chất lượng lên đại khái là bây giờ đó có nhiều người nói là bây giờ úc là một trong những nước mà dùng cái ngành du học làm một cái thu nhập quốc gia rất là lớn thì bây giờ cứ nhắm mắt nhắm mở đi kệ nó nó qua học được đủ nó về để lấy tiền cái đã nhưng mà úc này đó nó muốn rằng là cái chất lượng giáo dục của nó cái level nó là phải cao thì bây giờ đó nó dạy một người ra nó mắc xưa sure, có nghĩa là nó bảo đảm rằng cái người này cái tỷ lệ nó xin việc ra có hay không có việc làm hay không. Rồi nó kèm với cái vấn đề là cái vụ mà cái hồ sơ visa đó mà bị rớt đó để nó làm gì? Có nghĩa là nó muốn nâng cái nước Úc này lên là đã đến nước Úc này là phải thành nhân có nghĩa là một người đàng hoàng một người sẽ có một việc làm có như là một người không phải là ăn bám cho xã hội ở việc thì đây là một cái điều hay nếu nó muốn set up như vậy chứ không phải là nó khó gì để nó làm cho chúng ta là thành con người trẻ có năng lực. Rồi một cái chuyện nữa <laughs> hạn chế việc kéo dài thời gian lưu trú tại úc những quy định mới áp dụng cho thị thực tốt nghiệp tạm thời là bốn tám năm bao gồm việc điều chỉnh thời gian cho du học sinh ở lại làm việc sau tốt nghiệp theo đó sẽ không có gia hạn quyền làm việc theo ngành nghề sau tốt nghiệp ngoại trừ các khu vực regional có nghĩa là vùng ở miền quê đó quý vị về những cái vùng mà gọi là thiếu người đó vắng vẻ đó cụ thể số năm ở lại sau tốt nghiệp được quy định như sau, cử nhân là 2 năm, thạc sĩ tính chỉ 2 năm, thạc sĩ nghiên cứu 3 năm. Rồi cái đó là ba cái tôi chia sẻ quý vị. Cái này tôi thích thêm chút xíu ha, quý vị hiểu không? Có nghĩa rằng là nước Úc này nó muốn á, là cho dù bạn ở lại đây bà làm trong những cái vùng mà họ cần người, bạn cũng là đạt chuẩn và đúng. Nếu không sau cái thời gian ở lại đó đó, bạn không có cơ hội khác để được ở lại làm bạn có phải việt nam cũng phải đạt chuẩn chứ không phải là cái dạng trước đây là toàn là đi qua đây là đi hồ sơ giả này kia tầm lâm tà la rồi cuối cùng nó đào tạo không được rồi đổ thừa là cái du học úc nó bị giảm nó bị rớt để là ba cái tôi chia sẻ với quý vị ha rồi right. vậy làm thế nào để du học sinh 2024 thành công xác định rõ mục tiêu và kế hoạch từ sớm với những bạn có nguyện vọng du học tại úc điều cần thực hiện chính đó là xác định rõ mục tiêu và lên kế hoạch chuẩn bị cho du học từ năm lớp 10 hay lớp 11. Các bạn nên tìm hiểu về ngành học và trường đại học mà mình quan tâm. Bên cạnh việc tự tìm hiểu, các bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của các tư vấn này khi đại khái ở trong chính phủ, các cái website của chính phủ đó rồi. Thì đây là học khuyên đó, là chúng ta làm gì? Có nghĩa là các bạn lên kế hoạch và phụ huynh đó, phải lên kế con em mình từ lúc lớp, lớp 10 là vừa để cho có một cái quá trình học nó liên tục và thành ra một người công dân thật sự một người tốt cho xã hội thật sự đấy là những cái mà tôi cập nhật về cái vấn đề là di trú úc để cho quý vị nào mà có cái nhu cầu và những người các bạn nào cứ nhắn tin là tôi không có thời gian để trả lời hết để tôi chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu ra ha quý vị rồi bây giờ hôm nay muốn đề cập cái vấn đề này là vì cái gì <laughs> trước tiên quân qua quân nói đó, thì quân chia sẻ nữa là cái trang mạng đó mà các bạn nên theo dõi đó là cái trang mạng là embassy gov com au là của tổng lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ở Việt Nam của úc ở Việt Nam đó thì các bạn vô đây thì trong này nó có luôn cả một số cái suất học bổng ha các vị mỗi năm úc này nó cho học bổng cỡ khoảng 15 tỷ của Việt Nam tỷ đồng của Việt Nam đó. cho cái cái dạng đó thì các bạn nào mà còn cả là những người nhân tài trong tương lai đó cho dù mình sinh ra lỡ mình nhà nghèo hãy vào đây cập nhật và luôn luôn tìm kiếm những cái học bổng này để rồi mình được đi miễn phí có hết là 15 tỷ lận chứ không phải là ít đâu tiền thuế của người úc đó đã cho các bạn rồi đó chứ không phải là ngồi đó mà cái thằng khóc hoài hãy đi tìm kiếm đi đó à, quý vị rồi đây là cái thông tin tôi đưa cho quý vị rồi bây giờ tôi cho quý vị thấy thế này nè này tại sao tôi đặt nặng cái vấn đề là các em du học sinh tại vì như tôi nói đó tôi nhìn lui nhìn tới đó thì hình như là các bạn trẻ này mới là chủ nhân đất nước trong tương lai và sẽ những người sẽ dẫn đất nước này ra khỏi cái vòng luẩn quẩn cái vòng cai trị độc tài độc ác và tham nhũng này thì bây giờ mình phải giúp họ cái đã có vị và tôi luôn luôn muốn gần với các em để các em hiểu ra vấn đề tôi đưa cho các em thấy cái thế này nào mấy năm vừa qua quý vị thấy là cái gì Việt Nam chúng ta có một cái trò là gọi là trò đánh tham nhũng ha quý vị trước đây đó thì chúng ta đi lòng vòng tự nhiên đó, đi cướp nước người ta xong rồi dẫn cái dân tộc này đó trong vòng 49 năm qua đi con đường là xã hội chủ nghĩa mà kinh kinh tế mà quái thai đó không ai đi hết đó. tới năm 90 cái tự nhiên ờ, chết rồi không được chuyển qua kinh tế thị trường của tư bản nhưng mà lại độc tài gắn cái đuôi định hướng sao chủ nghĩa vô để cho cai trị quanh quanh buôn năm dẫn đến là gì nó tham nhũng nó tham nhũng cực kỳ luôn chẳng hạn như là tôi thấy cái tài liệu gần nhất là 2022 nè của công thương gọi là 10 vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng ha mình nghĩ là chắc là dữ lắm rồi nào là việc à, việt á chuyến bay giải cứu đại khái là những cái gọi là cực khủng luôn á. thì qua cái năm kế bên là sao cũng tiếp tục là nhìn lại đại án được đưa ra xét xử năm 2003 diễn đàn pháp luật cũng là coi như là cực khủng càng ngày càng khủng và tới bây giờ có thể là cái đại án mà mới xảy ra là gì là bà trương mỹ lan á mấy cái số tiền á mà tôi nói thì đừng nói bằng số tiền nó nhiều lắm số vàng mà tính ra quy ra khoảng 170 tấn vàng quý vị. Mấy khủng khiếp luôn Cái đó là một trong những cái mà nước ngoài nó cũng lắc đầu luôn Mấy một cái hệ thống pháp luật gì mà để một người đó Có thể thao túng được mà tới 170 tấn vàng thì quá khủng khiếp Thì đấy là cái chuyện mà tôi chia sẻ Nhưng mà giờ là có cái chuyện khủng khiếp hơn nữa Đang xảy ra Tôi có biết cái chuyện gì không Cho có chuyện này nè Cũng là ngàn ngàn tỷ không Đây cho coi Tổng kinh phí cho dự án đầu tư trọng điểm chiến à, phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố dự kiến là 245.000 tỷ đồng cho giai đoạn 22 tới 25. Xây dựng hạ tầng metro ước tính 103.000 tính bằng ngàn tỷ đồng nha. Tỷ đồng. Chiếm khoảng 45% nhưng ngân sách được phê duyệt bằng 5 cho các dự án hạ tầng chỉ khoảng 30.000 đại khái là còn kiếm chỗ để moi ra để làm cái vụ này nữa để cho có ăn. Tôi đưa hết cái đài đài rồi tôi nói lý do. Không riêng gì Ngoài cái dự án đó thì đề xuất thêm 300 tới 500 cây số metro ngầm ở thành phố Hồ Cờ Mờ 45 triệu. Bây giờ không tính theo tiền Việt Nam nữa nhiều quá, đếm khổ quá. Tính ta chịu, triệu đô la luôn, đô la Mỹ. Đấy, rồi hoặc là tuyến metro số 2 Bến Thành tham lương tăng hơn 47.900 tỷ đồng bắt đầu thi công đại khái là công trình nó ra dài lắm, nhiều nhiều lắm. Tiếp tục đưa cái nữa. điệp khúc cuối muốn muốn ca đó điệp khúc là gì có nghĩa là trong cái bài ca đó mình có trở lại điệp khúc chẳng hạn như là đường vinh quang xây xa quân thù có trở lại lại đoàn quân việt nam đi cả đường quang xây xa quân thù Rồi, là là gọi điệp khúc có nghĩa là cái vào điệp khúc là cứ lặp lại hoài không ngừng được điệp khúc cuối bây giờ là gọi là điệp khúc đội vốn trễ hẹn dự án kéo dài phát sinh chi phí nên tổng mất đầu tư dự án đội nên nhiêu 18.000 tỷ đồng mà chưa hết đội lên nhiêu 34.000 532 tỷ đồng mấy tỷ mà tính bằng ngàn đó các vị ngàn tỷ mà này chục ngàn tỷ trăm ngàn tỷ mới ghê chứ tính đến cuối tháng một tháng giêng 2024 tiến độ tổng thể tuyến metro nhổm ra Hà Nội đạt 77-76% trong đó tiến độ thi công đ... à, trên cao đạt 99 Tại khái là gì đó nhưng mà tiền là tiền tiền quá trời tiền luôn rồi tôi đưa mấy này để tôi nói cái vụ gì mấy hôm nay thì người ta rộ lên đó, trong khi cái đường sắt mới sẽ chưa xong mà toàn là cái điệp điệp khúc là đẩy giá lên mà ngàn tỷ không thì cái tuyến đường sắt cũ thì bây giờ sập mẹ rồi hôm qua tôi có nói đó là đoạn qua đèo cả nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa chưa 14 tháng 4 trao đổi với lao động ông lê quang vinh giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh cho biết công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt bãi gió thuộc khu vực đèo cả nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa vẫn đang được thi công và thi công tích cực để triển khai để làm gì để mở lại nó sụp mẹ rồi đó bây giờ tiếp tục theo ông Vinh sáng 14 tháng 4 toàn lực lượng đã cố gắng tiếp cận các vị trí sạt lở thu dọn đất đá để đưa ra ngoài tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể triển khai theo phương án này bây giờ phải khoan từ bên trên núi xuống để đổ bê tông vào trong sau đó bê tông đông kết thì sẽ tiến hành xử lý các bước còn lại vì hiện tại không thể khắc phục từ bên dưới đi lên. Các nhà thầu dự kiến khoảng 3 ngày tới sẽ khắc phục xong sự cố sạt lở. Tuy nhiên chưa biết, à, chưa thể nói trước được điều gì. Có nghĩa là bây giờ nó nói là tao làm tới nào xong thôi, tao không biết bây giờ là khỏi cần đi đường xe lửa rồi đi xe đi đi bộ đi. Cho nó chắc ăn, đại khá là vậy đi, cho nó ngắn gọn. Rồi bây giờ qua cái gì? <laughs> cái chuyện này nó chưa nặng, cái chuyện này mới nặng nè. Cái chuyện này mới rồi mình nghe xong mới kêu trời ơi, đây là trời ơi nè. Lo ngại ven công nghệ khó kết nối giữa các tuyến metro. Theo quy hoạch Hà Nội, có 10 tuyến đường. sắt đô thị mỗi tuyến sử dụng công nghệ riêng, không đồng bộ, có thể gây khó khăn trong kết nối theo các chuyên gia. Adu à, má nên mới nó Hả? Mày bỏ ra tiền là là ngàn, ngàn tỷ, chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ mà mà mày đổi vốn lên một lần là vài chục ngàn tỷ mà bây giờ tự nhiên mày đến mày phát người biến câu là chết mẹ rồi bây giờ mình chơi là bị ven công nghệ có nghĩa là mạnh thằng nào đó đã làm cuối cùng bây giờ nó nó cho nhau không có được á à, đúng. cái đất nước này đó giống như là tôi thấy rằng là dân thì nghèo gần chết sinh viên nợ có 10.000 đồng mà nó đem lên nó nó réo tên trong khi cái tiền là gọi tiền là coi như là là, là, là chục ngàn tỷ đồng của người dân Việt Nam á nó làm sao nó kêu chết mẹ nó bị ven công nghệ nó không hợp thì tôi đọc cho mình nghe là như thế nào nè tôi thấy nước nào mà nó làm ăn cái kiểu này hết á thủ đô 2011 và quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội năm 2016 thành phố sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 433 cây số và 3 tuyến đường một ray là cái monorail đó hồi Sydney cũng có mà nó bỏ cái đó rồi dài 44 cây số sau khoảng 10 năm triển khai hiện mới có tuyến chưa a là 2A đó Cát Linh Hà Đông hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 11 2021. Tuyến đoạn số 3 nhổm ga Hà Nội dự kiến sẽ vận hành từ trên cao tháng 6 2024. Toàn tuyến năm 2027, tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đang triển khai đầu tư, các tuyến còn lại chưa xong công tác chuẩn bị đầu tư hoặc đang xem. Rồi bây giờ này nè. Mẹ có này mới 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 là vui với mày, mới làm ăn với cái quần què nè một trong những khó khăn được em là cái cơ quan mà nó có gì là là cố vấn á chỉ ra là các dự án đường sắt đô thị công nghệ không đồng bộ chịu ràng buộc của nhà tài trợ hiện hà nội và thành phố Mờ đã đang đầu tư năm tuyến đường sắt đô thị thì có đến ba nguồn công nghệ đến từ các nước khu vực và khu vực cho vay oda cụ thể các tuyến dùng công nghệ châu Âu là tuyến số 3 thành phố Hà Nội và tuyến số 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hai tuyến theo công nghệ Nhật Bản là tuyến số 1 thành phố Hồ Mơ, tuyến số 2 thành phố Hà Nội và một tuyến công nghệ Trung Quốc là tuyến số 2A Hà Nội. Mẹ bây giờ bây giờ sao? Bây giờ là mấy thằng này giờ sao? Mẹ nó cho xong bây giờ sao? Việc sử dụng nhiều công nghệ với các khổ tàu, hầm, kích thước, toa xe, hệ thống thông tin, tín hiệu điện khác nhau gây khó khăn trong kết nối các tuyến và các đường sắt quốc gia qua Hà Nội. Vì thế, MAB kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ chính phù hợp, thống nhất tất cả các tuyến đường ray đô thị chưa thực hiện, lựa chọn công nghệ đảm bảo đồng bộ, nối kết thuận tiện với các tuyến. À, đúng. Có nghĩa bây giờ là sao? Là có nghĩa là bây giờ là dẹp hả? Bây giờ là 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 là, là dẹp hết à? Bây giờ là dỡ bỏ hết à? Bây làm lại ha? À, đúng. Tôi chưa thấy nước nào á, mà nó chơi sang như cái nước Việt Nam á. Mẹ nó xây cái đường này không là mười mấy năm Hai chục năm mới xây Mới xong mới được chạy Mà đội vốn là cái điệp khóc luôn Bây giờ xây xong, xong chết mẹ nó không đồng bộ Có cái bên bên này chạy bên này không được Đường ray bên này chạy bên này không được Ủa mấy gì vậy cái tiền cái tiền nó để làm gì Vậy đi bỏ tiền ra làm gì vậy Cái cái điểm, Đừng nói là ODA cũng là cái cái vay vốn Mà phải trả có những cái vốn phải trả lời nữa Cho dù ít cũng phải trả lời Ủa vậy là cái tiền của người dân xong rồi đổ xong đổ biển à Rồi bao nhiêu người ở đó là phải là ngăn sông cấm chợ dẫn lô cốt lên này kia làm khó khăn bây giờ sao bây giờ dạy bà ủa giờ ai chịu trách nhiệm mấy cái đất nước gì mà mà nó toàn hoang gì bây xây cho nhiều chụp hình cho đẹp vô cuối cùng bây giờ ngồi nói ơi chết mẹ rồi ở bên này chạy quanh kia không được đâu hai cái khổ khác nhau mà công nghệ khác nhau sao chạy tôi phải nói một câu là tôi tôi lại luôn tôi bái tôi lại tôi lại luôn là cái nhà cầm quyền là một cái nhà tạ quyền mà nó vừa ngu dốt mà nó vừa cực kỳ tham nhũng nó tạo ra cái công trình để cho ăn thôi đúng là đỉnh cao trí tuệ anh hùng quân đó là đỉnh cao trí tuệ đúng thấy thương quý vị trong khi con em mình đi bệnh viện không được miễn phí đi học không được miễn phí nợ có 10.000 đồng thôi mà nó đưa cái tên mình lên trên website trong khi nó xài tiền nghìn tỷ trăm nghìn tỷ chục triệu đô la mỹ nó coi như là cái cái chuyện không thì bây giờ sao quý vị đó là cái câu chuyện của cái chính quyền này là phải rời ghế đi, phải phải dẹp nó đi. Nhưng bây giờ để dẹp được cái chính quyền này đó thì phải có một cái thế hệ là gì? Là những người có trí thức, những người có hiểu biết, những người có kinh nghiệm đã từng học hỏi. Còn nếu không mình về đó đó, bây giờ nè. Trở lại cái câu chuyện tôi trình bày quý vị là về vấn đề là gì quý vị? Là hiện nay là là sao? Có nghĩa là hiện nay đó là cái đất nước mình á nó giống như là cái chuồng gà cái nơi thử nghiệm của các cái cái quốc gia khác những cái tập đoàn khác vậy đó nó cứ làm ra cái gì nó đem tới nó thử nghiệm tiền thì nó tha hồ mà nó lấy của người dân việt nam qua cái nhà cầm quyền này đúng không rồi bây giờ nó đem nó để đã để, đã để đó thì những cái xây dựng bây giờ hào nhóm việt nam đó, là xây dựng không có bền vững xây dựng có kiểu là giống như là mình 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 đem cái 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 nhà mình mới đứt mình ra cho tụi nó đó những cái thằng mà coi như là công nghệ đó tới nó thử nghiệm nó thành công xong nó đem về nó bắt đầu xây dựng cái nước khác để nó lấy tiền. Thì vậy đó, mẹ cái nhà lãnh đạo nó thì quá ngu đúng không? Nó ngu quá luôn. Toàn nhà là những thằng ngu không. Thì làm sao đó mà có thể là nói rằng đó, là đất nước Việt Nam phát triển được mà không nợ được. Bây giờ những cái gì mà hào nhóm Việt Nam là toàn là nợ không à. Cái số liền nợ của Việt Nam càng ngày càng khủng lên. Mà nợ để cho người dân được ấm no hạnh phúc đó, thì cũng đành chịu đi. Đây nợ để lãng phí, nợ để người dân phải cày lưng ra trả. Đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng đau xót quá quý vị trở là tôi lấy một cái ví dụ cho các em coi nè chẳng hạn như là ở bên úc này đi ngay cho sydney này đó là một cái thành phố mà gọi là giàu nhất thế giới ha lớn nhất thế giới đó nó muốn làm cái đường sắt tạo nhanh chạy từ sydney lên newcastle thôi mà gần cái chục năm rồi nó không thông qua là tại sao là chẳng hạn như cái bài đó nó kêu là labor election commitment by establishment the high speed rail authority last year, có nghĩa là tháng 6 vừa có tạm dịch ha có nghĩa là cái đảng cầm quyền bây giờ đó nó muốn là làm một cái đường fast rail đây để cho anh chi để cho nó đại khái là tốn kém 500 triệu đô la úc để làm cho cái mặt mũi của cái đảng này lên nhưng mà cái tờ mà financial review đây nó nó không được tại vì cái plan này đó nó không có gọi là economy của nó không có kinh tế cái số lượng người dân đi đó trên cái đường đó, đó và cái số tiền mà mình đầu tư nó không hợp lý và cuối cùng sao các vị nó không cho dân làm chủ nó khác đảng chủ vậy đó cái đảng chủ đó là nó muốn xây dựng để nó gì nó khoe trương để thành công nhưng mà nó không bao giờ cho người dân biết được là cái nợ và người dân không có quyền nói còn bên này đó người dân có quyền nói có nghĩa là nó muốn dân là dân cuối cùng không làm được là vậy đó tôi đưa một cái bằng chứng để cho các bạn thấy rằng là cần cái sự kiện đó trở lại tôi trở lại cái tiêu đề của tôi tôi nói là các bạn du học sinh thấy không Bây giờ đó các bạn qua Úc này các bạn học nè, học những cái hai cái đẹp. Học cái tam quyền phân lập, học cái tự do dân chủ và nhân quyền. Rồi dẫn đến là gì? Các bạn về đó các bạn mới nhìn ra thoáng ra. Các bạn ép những người bạn khác và đang có cái giống như là cái, cái ảnh hưởng đó làm theo những cái gì các bạn thấy chứ không phải là các bạn là một nô dân. Các bạn chỉ ngồi đó để kiếm tiền để vừa đủ xây cho mình cái nhà, có mình có cái bộ cánh đẹp hay là cái áo cái quần rồi thôi các bạn phải nhìn lại cái tương lai dân tộc mình để các đàn em của mình đó, nó không phải khổ nữa hay là những cái thế hệ sau không khổ nữa. Tôi nói qua một cái vấn đề nữa là Việt Nam hiện nay đó là thường á thì các bạn trẻ đó hay có một cái cách bị dẫn dắt thế này các bạn hãy nói với tôi đó, em thấy những cái gì anh kêu gọi là đúng hết nhưng mà con cái cái dân tộc Việt mình nó hỗn loạn quá. Bây giờ nếu mà không phát triển kinh tế trước đó, thì dẫn đến là người ta sẽ bị lũng đoạn rồi sau đó dẫn đến bạo loạn là khá đình nó lập luận y chang như là băng tuyên giáo đó. tôi xin thưa của em là bây giờ nè em tin nó xây dựng kinh tế trước là dẫn đến là sao nó nó có xây đâu nó tạo ra cái dự án để nó kiếm tiền Đạo cái dự án để nó ăn nó nhậu thôi rồi cuối cùng sao quý vị người dân mình vẫn cài lưng ra để trả nợ cho những cái tầm bậy mày đang làm xong bây giờ có mấy chục ngàn tỷ rồi giờ sao mấy trăm ngàn tỷ rồi bây giờ nó sao chết mẹ nó không đồng bộ tao phải thay lại cho đồng bộ tiền tiền đâu mà ngon vậy tôi chưa thấy thứ xứ nào á, mà chính quyền có quyền xài tiền của người dân á, một cách là tự do phóng khoáng mà tầm bậy tầm bạ như cái chính quyền ở việt nam thì để cho các bạn thấy rằng là, là phải đi song song vừa phát triển kinh tế mà phải vừa phát triển chính trị và cái chính trị phải đi đầu thì khi đó việt nam mới phát triển còn nếu bây giờ mà nói là làm kinh tế đó thì thật sự đó mẹ làm như cái cộng sản đứa nào làm được hết đó. như tôi đó bây giờ đó cho tôi làm đó, coi như là chủ tịch CEO của Vietnam Airlines đó tôi cũng làm được đó tôi khỏi không đi làm luôn ngủ khỏi luôn hỏi sao tại vì lỗ cái là nhà nước bù lỗ làm đường sắt là cái lỗ cái là nhà nước bù lỗ mà mắc mới gì làm được ngồi nhậu thôi mắc mới gì đi làm chứ cho khổ đâu cần phải bức tóc bất lai đâu đâu ai chịu trách nhiệm đâu vậy bây giờ nè cái số tiền á mà sẽ sửa lại cái hệ thống đường sắt ở Việt Nam cho đồng bộ này đó là phải nghìn tỷ nữa thì thật sự cái số tiền này nó còn khủng hơn cái số tiền của bà Trương Mỹ Lan nó không nhiều lắm nó nhiều hơn gấp mấy lần luôn mà không ai nói cũng không có cái 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 người nào dám nói tại nói vô là đụng với nhà nước là sợ bị bắt thằng này mới là cái thằng ăn nào? ăn mới nhiêu nè nó với thằng là cái thằng mà tham nhũng cực kỳ lớn ở việt nam đấy là trong những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải cần để ý đến và các bạn là quên đi cái luận điệu mà nó kêu gọi là thôi kệ nó biết là việt nam bây giờ nó thế này thế kia nhưng mà thôi kệ phát triển kinh tế đi từ từ người, người dân sẽ có ăn có mặt xong rồi sẽ có cái tự do về chính trị không bao giờ nó sẽ kiếm cách nó địch nó nó cai trị để dẫn đến là người dân mình là phải làm như con trâu cài 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 đêm và trở lại tôi nói cái vấn đề như là 10 đồng thiếu học phí mà nó đăng lên trên website cái đó là một sự xỉ nhục mà người Việt Nam mình phải biết lên tiếng đòi hỏi lại cái sự công bằng tại sao một cái đứa kia nó sinh ra nó không được may mắn mình không được tao so sóc với với nó mà bây giờ đó mình ngồi đó là mình còn cười lên cái nỗi nghèo khổ của người khác cái đó là mình đâu phải con người không thì đấy là cái chuyện mà tôi chia sẻ quý vị về cái đề tài hôm nay. Bây giờ tôi nói một cái nữa, hôm nay mất buồn cười nè. Một cái chính phủ gì kỳ nè. <laughs> chính phủ gì mà đăng một cái thông tin chính phủ đăng là chính thức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp 30 tháng 4 1 tháng 5 này. Thế là 92.000 người vô lai like. Ủa, đã quá được nghỉ 5 ngày. Nhưng mà cặp mắt của tôi nhìn tôi thấy là mẹ cái chính phủ tào lao. Ở bên Úc này đó, cái lịch nghỉ lễ đó là phải cho người dân trước biết trước một năm. Ủa tại sao vậy? Bây giờ đặt trường hợp quý vị là chủ cả đi. À đù, tự nhiên bây giờ. Mấy tao làm chủ cả, tao phải plan lên cái kế hoạch của tao làm việc trước một thời gian dài. Mà bây giờ đùng cái đó, mày cho nghỉ 5 ngày. Rồi ai trở ra cho kịp. 5 ngày lương đó thì cái vấn đề bây giờ anh Tô Hùng nói 5 ngày tất nhiên là nghỉ là có lương. Cái là ngay lịch nghỉ lễ mà. Nhưng mà tôi đang phân tích vấn đề là các bạn hãy đứng vô cái phương diện một người chủ. Một người chủ tự nhiên bắt đầu mở một cái quán là đáng lẽ là sắp xếp là cái ngày nghỉ là bao nhiêu ngày đó tự nhiên đùng cái bây giờ nó cho lên nghỉ 5 ngày xong rồi nói là ồ cái này là hay quá chính phủ ta hay quá hay cái quần què xin lỗi quý vị em phải chửi mẹ mà cái thằng ngu làm chính trị với cái thằng ngu làm lãnh đạo mà chơi cái nói thì bố đứa nào mà 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 mà, mà 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 mà, mà, chuẩn bị kịp ở đây đó cái cái lịch mà coi như là gọi là public holiday đó phải trước một năm thì cái đó mà ta mới plan cái kế hoạch được chứ bây giờ tự nhiên đùng cái lên mà người Việt Nam cũng chẳng đứa nào vô comment là chửi chính phủ hết á. có tôi chửi không à mẹ cái đám ngu này nó nó chơi riết á người nghèo cũng khổ rồi mà người giàu hay là người có công việc làm người có shop có siết người có có, có có, chủ cả cũng chết chết mẹ theo tụi nó luôn lại nó ngu quá mẹ tự nhiên đùng đùng cái thích cho nghỉ nghỉ cái gì kỳ vậy cũng có đất nước gì kỳ ấy thì đây là một trong cái mà tôi rất là buồn cười mà tôi phải lên tiếng dầm cho các bạn Việt Nam là vậy đó rồi bây giờ nào luôn thì tôi trả lời cái câu hỏi của ông này luôn tôi thấy cái ông ngọc võ, à, ông ngọc lê hay là chị ngọc lê này hay đeo cái kênh à, youtube của tôi lắm, tôi để, tại vì tôi thấy cũng hay, đôi lúc nhiều khi chị vào vào đây đó, chị cũng hay à, lên tiếng hay là chị đòi hỏi này kia, chị lập luận để tôi có mở mang cái trí óc của tôi hơn, thì chị nói thế này, mang tiếng bên úc cuộc sống vật chất đầy à, đầy cuộc sống đầy đủ, tư tưởng tự do, sao nhìn mày xuống cấp nhanh thế và đi rất nhiều so với mấy năm trước, câu này hay chị nói đúng tôi cũng quên ha thời gian vừa qua tôi tôi quên nhìn tôi tại vì nguyên một ngày tôi dậy đó tôi tôi nhìn ra thế giới tôi nhìn nước úc tôi nhìn việt nam để tôi tìm kiếm những cái lỗi của tụi nó tôi tìm những thông tin tốt để giúp cho người việt nam mà tôi quên thì xưa với chị là ủa cái này chị viết cái này lên đó, tôi thấy giống lắm giống cái cộng đồng người việt hiện nay đó là đang được phát triển cực kỳ mạnh có nghĩa rằng là sau 40 năm được giải phóng trong gò kép hoàn toàn cộng sản đã đưa con người Việt Nam từ một con người xuống thành một con vật lý do tại sao tôi nói cái này làm chi một cái thành công rực rỡ của cộng sản là đưa con người thành con vật là tại vì tôi lấy cái lời nói của ông râu á. để tôi cho kỳ hiểu luôn ha đây ở cái ông râu này ông nói gì chỉ có loài vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm bẩm cái bộ lông của mình đó lần cu mát nói gì đó đấy lần ta tay nội địa mà mấy đứa hay kêu tay nội địa đó giờ rõ chưa có nghĩa rằng là tôi cũng nhìn lại tôi thấy tôi cũng xuống cũng lẹ thiệt nhưng mà tôi thấy ok đó sao kể không lẽ cuộc đời tôi sinh ra đó tôi ăn rồi tôi cái gì là đi tập tạ rồi kia làm cho nó bóng bẩy giống như là hàn quốc rồi có như nhìn cho nó vậy đó mà tôi nở nào tôi khoe khoang tôi ăn chơi trước cái nỗi đau của đồng bào của tôi đúng không thì tôi cảm ơn chị nhắc nhở tôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất ok cái sự già đi của tôi cái sự mà coi như là 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 nhìn xuống của tôi đó hấp dẫn hơn là cái sự bóng bẩy trước đây của tôi đấy đây là cái điều hay và tôi thấy nó, chẳng hạn như thế này nè nhìn thêm làm sao tôi có thể là ăn ngon ngủ yên được có thể là bóng bẩy liếm cái bộ lông của tôi được trong khi ở Việt Nam của tôi hiện nay nè người dân đó, đừng nói là vô gia cư nha mà đói ăn không có ăn luôn á sắp hàng cái mức độ cỡ này đó thương không quý vị nhìn thương lắm luôn á thành công đấy tại sao lại đi đầu tư những cái đường sắt cát linh hà đông những cái đường sắt bậy bạ như vậy không có cái sự là có cố vấn kỹ càng mất đi á, ngàn ngàn coi như là là tỷ đồng hoặc là coi như là triệu triệu đô la để rồi người việt nam phải đứng xếp hàng cho ngay ngắn để có những cái bữa ăn coi như là cơm có thịt miễn phí 3 giờ chiều thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thấy thương quý vị thương lắm luôn á đúng không? thì bây giờ đã trở lại đó Việt Nam bây giờ chia ra hai thành phần ha các một cái thành phần là bị trị và thành phần cai trị và trong cái dân chúng của người Việt Nam cũng chia làm hai thành phần đó là thành phần còn là con người vì họ nhận ra được cái độc hại của chủ nghĩa cộng sản họ nhận ra được cái xấu xa của cái thể chế xạo hết chỗ nói để người ta còn là con người còn một bên là toàn là con vật những cái con vật chỉ biết nằm đó để liếm những cái bộ lông ống mượt của mình để khoe của để nhìn đồng bào mình phải sắp hàng dài dài như vậy để xin cơm đúng không quý vị đấy và cái livestream hôm nay tôi muốn chia sẻ là giống như một lời tâm sự chúng ta nói là các em du học sinh đó. các bạn là nằm cốt các bạn sẽ là tương lai cho dân tộc này nếu các bạn được gặp được nghe được tiếp cận những cái thông tin những người còn có lương tri là con người đó tôi tức là hy vọng như tôi cho cái vị nãy tôi có đưa một cái này lên cho vị thấy đó nhiều người nói rằng là Việt Nam hết thuốc chữa đối với tôi nghĩ là còn nhìn cái cuốn này thôi hồi đó đó chủ nghĩa xã hội ở ba lan không thể nào đảo ngược được đúng không thật sự có đã có và bây giờ ba lan như thế nào rồi thằng nga không dám động vô thằng ba lan đúng không tại thằng ba lan đã đi trước mà chính ba lan là cái nơi để làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới và tôi nghĩ rằng nếu các em trẻ việt nam được tiếp cận được luôn coi như là nung đúc cái tinh thần là một cái xã hội cộng hòa tam quyền phân lập tôi hy vọng rằng cái tiếng nói liên tri nó gọi là cái compassion đó. compassion đấy như đức đại lạt ma nói là được biểu in trong một con người mình đó, nó được trỗi dậy và dân tộc này sẽ được cứu trong tương lai gần hơn vị. nếu chúng ta biết tiếp tục cái công việc này rồi bây giờ để quân đọc một số cái comment trước khi quân offline <laughs> Địch mẹ thằng TMQ Địch cụ tổ đứng ngụy con đám việt nam cộng hòa ăn cặt loại tổ chúng mày loại não tàn súc vật chó đẻ ra mày hay sao mà mày khuyết tật tinh trùng vậy rồi cảm ơn anh hậu đậu huyền hay là chị hậu đậu huyền tên cũng khó nghe nè tôi cũng đọc hết luôn rồi vui đây ok rồi Bây giờ có nhiều vị vô là kêu là Quân ơi đừng đọc cái comment đó Nhưng mà em đọc hết luôn Đã nói đọc comment là phải đọc Chứ không có chơi là không có đọc Xin cảm ơn chị hay là anh hay là bạn Cái này tôi nghĩ rằng là những cái câu chữ bác của chị Nó không có một cái tác dụng gì cả Mà có lợi cho tôi rất là nhiều Có nghĩa rằng là Nếu mà chị vô chị đi bấy với tôi đó Chị tranh cãi tôi là vấn đề là không Anh đang nói cái vấn đề đường sắt này là không đúng Đưa bằng chứng ra là này này này, này Anh đang nói bậy 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 Thì khi đó người nghe của tôi đó Thôi nào quay Hơn 2.000 người đang coi ha Người ta đi hết nhưng mà anh nói cái câu mà anh chửi một cách là nhục nhã như vậy đó. Thì tôi thấy là Dallas oh, good Tại sao hàng ngày tôi dậy sớm ha, rồi cảm ơn anh Kevin Bùi vô đỡ em liền ha, ủng hộ em cho em tiền liền, super chat liền ở bên kia đó nó cày lắm. Hàng ngày tôi tôi phải dậy sớm để tôi, tôi 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 bớt ngủ để tôi già đi tóc tôi bạc nhiều đi, đúng không? Là vì nhờ các bạn đó. Tôi và đồng bào của tôi, dân tộc tôi đã mất nước gần 49 năm đúng không? Có những lúc tôi bị quên đi Tôi ăn ở đây tôi sướng quá Tôi đi chơi tôi quên Nhưng mà lần lần đó mà tôi vô thấy một câu comment này đó Là đang chửi bới tôi Những câu này giống như là cái câu mà hồi xưa mà Cái đức Việt mà cái thời thấy thi tôi hay nói đó Là phải mướn một người chửi đó Thì có nghĩa là bạn đang nhắc nhở tôi là Quân trương Địch cổ tủ mày à, Tại vì bà gì nó cái cái câu tiếng bắc nãy chửi tôi không 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 hiểu tiếng bắc mà cái câu đó gì, gì đó là cổ tủ gì đó tủ à, cụ cụ tổ gì đó không biết thì đại khái tu có cảm giác rằng nè ờ, bạn đó đang nhắc nhở mình là dân tộc mình đã mất nước mất tự do gần 49 năm rồi bớt ăn chơi đại, đại quân trường bớt coi như là liếm bộ lông của mình đi hãy làm một việc gì đó để dân tộc mình có tự do cảm ơn bạn rất là nhiều đấy trời trả lời như vậy là không ngọt không ăn tiền nữa thôi đó không ngọt không ăn tiền đúng không rồi anh đang đọc comment trên Facebook hả? Thì bây giờ của ai lên trước thì tại nó chạy song song cả Facebook và YouTube. Thì bây giờ ai ai đặt trước thì mình đọc cái comment trước cái đó rồi. Tôi không có gì hết đó. Đó xin thưa với anh là tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Anh càng chửi tôi đó thì động lực tôi phải dứt dậy, dậy sớm hơn. Chứ thôi là tôi nhiều khi làm biến tôi cũng ngủ nhiều lắm. Rồi. Ok, rồi ok, cảm ơn anh hậu đậu thôi đừng chửi nữa, anh chửi tôi nhiều rồi. Ok, tôi qua cái người khác ha. Anh chơi anh spam comment mà cái giờ anh cứ bấm anh thả thả vô thì đâu có hay đâu. Phải viết ra đàng hoàng. Mình là một con người á, À, có coi như là danh dự ha viết ra đàng hoàng chứ đừng có viết cái chỗ đó anh đã ở nơi được cho là tốt nhất thế giới rồi sao còn quan tâm chuyện Việt Nam để làm gì rồi cảm ơn Khánh Ngô ừ, câu này hay bây giờ à, mình lấy cái ví dụ thế nào nhỉ Bây giờ chẳng hạn nhưng mà lấy ví dụ đi trong à, một gia đình đi tôi thấy nhiều lắm á rất là khổ quý vị, chẳng hạn như cái gia đình mà có người đang mất hết 10 à đang thiếu à, đóng tiền học 10 10 ngàn, ha, 10 nghìn mà bị nêu tên ở trên à, ở trên trường đó, rất là nhục nhã cho cho đứa em đó. Xong có thằng anh nó được à, cơ hội được đi nước ngoài thì gia đình nó mới lo cho nó đi. Nó hứa hẹn rất là nhiều. Cuối cùng nó ra qua nó sống được nơi tốt trên thế giới rồi, nó lấy con vợ đẹp lắm, giàu lắm, giống như câu chuyện mà à Tô Ánh Nguyệt quý vị nó giàu lắm xong cuối cùng về nó lờ luôn em nói luôn nó quên luôn là người tình cũ nó quên hết tất cả quý vị nghĩ là người đã có lương tâm người nào mới rất là đúng thì cái chuyện mà tôi ở bên xứ này được đầy đủ được tốt đẹp ấy, mà tôi lo cho việt nam là tại vì trong con người tôi đó có cái trái tim việt nam đúng không còn những người khác ấy, có thể là họ họ không còn họ coi họ là việt nam nữa nhưng mà tôi phải là người việt nam đó là lý do tại sao rất là nhiều người ở trên youtube ở việt nam ấy, họ rất là thích tôi là chỗ đó là tại vì tôi ra đi tôi không phải là quẹt mỏ tôi chạy luôn tôi sống à, có tình có nghĩa đối với những cái gì quá khứ của tôi ha quý vị rồi khoan khoan vào chủ đề chính đi bác à, xin coi lại dùm em tại anh anh nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi đề tài chính em đã xong hết trơn rồi Dạ bây giờ em chỉ đã trả lời comment thôi ạ à. bê hường bò đỏ hậu đậu nay vô nhiều rồi cảm ơn uh, uh, windy thì thôi cũng cho họ một cơ hội quý vị tại vì nếu mà nói vậy thì cũng có thể các bạn chỉ trích đúng ngay em ngày xưa mà em cũng được thoát ra khỏi cái mái trường sau chủ nghĩa đó em bị tẩy não thì em cũng giống như họ và quý vị thấy là ở việt nam đó cái tiền mà chi cho cái bộ là gọi là ban tuyên giáo trung ương đó, kể cả trong đó nó thâu tóm cả văn giới văn nghệ sĩ cả chùa cả nhà thờ hùng hậu lắm thì để cho một người Việt Nam mà thoát ra được á, mà tỉnh được như em á, là cần rất là nhiều cái sự coi như là gọi là khai dân trí của mọi người cũng như là cái lời cầu nguyện của mọi người nữa rất là khó quý vị quý vị coi là hồi xưa nước Đức á, một đất nước mà làm xe Mercedes những cái xe BMW làm những cái chiếc nổi tiếng như là khoa học kỹ thuật nổi tiếng á, mà cũng bị cộng sản nó tẩy não được mà và trước đó bị cả Hitler tẩy não được mà nên là quý vị coi cái việc khai dân trí rất là uh, nghiêm túc quý vị ha em cũng coi như vậy rồi cảm ơn quý vị và anh chị rất là nhiều À, Quân phải trở lại làm việc quý vị Hẹn gặp lại trong những cái live stream kế tiếp à, Một là kênh TMQ số 1 này hoặc là số 2 quý vị Cảm ơn một lần nữa quý vị đã support Quân Trương Cũng như chia sẻ mọi người biết Cũng cảm ơn các bạn du lân viên Luôn vào đây để lắng nghe anh Và tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ comment hi hi Ngày đó em chữa anh Quân nhiều lắm mà bây giờ hết rồi Rồi bye bye quý vị hẹn gặp lại trong một ngày làm việc may mắn Bye bye